Vào ngày 12 tháng 3, tin từ Công an quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã bắt được hai đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản gây bức xúc dư luận. Hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra mở rộng. Điều đáng nói, cả hai tên này đều có nhiều tiền án tiền sự, trong đó một đối tượng bị truy nã về tội giết người, thưa quý vị. Cuối tháng 2 vừa qua, Công an quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận tin báo về vụ trộm tại căn nhà trên đường số 5, thiệt hại tài sản ước tính khoảng 80 triệu đồng. Lực lượng chức năng khẩn trương vào cuộc điều tra, nhận định đây là nhóm trộm chuyên nghiệp. Thủ đoạn của chúng là mặc áo xe ôm công nghệ, lợi dụng sơ hở của chủ nhà không đóng cửa để đột nhập trộm cắp. Qua truy xét, Công an quận Gò Vấp đã bắt giữ hai đối tượng gồm Ngô Thanh Hải sinh năm 1988 và Ngô Minh Hiếu sinh năm 1986 cùng trú tỉnh Tây Ninh, là anh em họ với nhau. Tại cơ quan công an, Hải và Hiếu đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Cả hai đều có tiền án, tiền sự. Trong đó, Ngô Thanh Hải có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản. Ngô Minh Hiếu có một tiền sự, hai tiền án về tội trộm cắp tài sản, một tiền án về tội cướp giật tài sản, đang bị truy nã về tội giết người. Cũng tại thành phố Hồ Chí Minh, có một nam thanh niên ngang nhiên xông vào một nhà trọ trên địa bàn, la lối ầm ĩ và cướp đi một máy tính xách tay của người ở trọ, rồi rời đi nhanh chóng. Từ vụ việc này, quý bà con cần phải cảnh giác hơn nữa với bọn trộm cướp, thậm chí ngay khi đang ở trong nhà của mình. Sự việc xảy ra vào chiều tối 11 tháng 3 tại nhà trọ địa chỉ số 100, đường Ung Văn Khiêm, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Một nam thanh niên đậu ô tô trước cổng khu trọ, đợi có người mở cổng rồi đi vào, bảo là gặp người quen. Khi thanh niên này vào được bên trong, liền tiếp cận căn phòng ngay đầu dãy trọ, liên tục miệng chửi bới với nội dung trả tiền đây. Người phụ nữ hốt hoảng gọi chủ phòng trọ, sau đó cùng người chị của mình trốn vào nhà vệ sinh khóa chốt cửa. Sau khi chủ nhà trọ đến, thanh niên này lấy máy tính xách tay của người phụ nữ để trong phòng rồi rời đi. Nạn nhân cho biết không có mâu thuẫn nợ nần gì với bất cứ ai và đã trình báo vụ việc với cơ quan chức năng. Vẫn là tin tức phóng viên thường trú của Nóng 24 giờ cập nhật tại thành phố Hồ Chí Minh. Mới đây tại huyện Hóc Môn, một phụ nữ bị giật điện thoại đang cố gắng giằng co với kẻ cướp, kịp thời lấy chìa khóa xe của đối tượng. Do bị uy hiếp, nạn nhân đã để tên cướp chạy đi. Tuy nhiên, ngay sau đó thì cơ quan chức năng đã nhanh chóng truy xét, bắt giữ đối tượng cướp giật điện thoại táo tợn giữa chốn đông người. Mới đây tại đường Phan Văn Hớn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, một phụ nữ đang dọn dẹp trước cửa hàng bất ngờ bị một thanh niên điều khiển xe máy áp sát, giật chiếc điện thoại di động trên người. Nạn nhân nhanh tay phản ứng, giằng co qua lại, sau đó nắm xe máy của kẻ cướp, làm cả hai cùng phương tiện ngã xuống đường. Nạn nhân còn nhanh tay rút chìa khóa xe máy của kẻ cướp. Tên cướp quăng trả lại điện thoại cho nạn nhân, yêu cầu nạn nhân trả chìa khóa xe, kèm những lời hăm dọa. Lời qua tiếng lại, người phụ nữ dứt trả chìa khóa xe để tên cướp rời đi. Toàn bộ vụ việc được người dân quay video và đưa lên mạng xã hội. Vào cuộc điều tra, Công an huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh xác định nhà bắt giữ Nguyễn Văn Đạt, 34 tuổi, ngụ quận 12, để điều tra làm rõ hành vi cướp giật tài sản. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi.